Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái clip này chia sẻ các bạn cái kinh nghiệm. Các bạn thấy cái hồ cá mình bị gì không các bạn? Đây, rất là đục. Cái này là bị vỡ vi sinh các bạn. Vỡ vi sinh, nên là nước nó rất là đục. Cái này là do chất lượng nước các bạn. Lâu lâu khi mà mình đưa vào cái nước nó chưa khử hết clo á. Thì nó làm chết cái vi sinh ở trong cái nước của mình. Thì cái giải pháp hôm nay mình chia sẻ các bạn đó là vi sinh gốc các bạn. Đây, Mr. Bio các bạn, men vi sinh gốc xử lý nước bể cá. Cái này các bạn có thể đây mua ở các tiệm cá cảnh các bạn nhé. Rất là dễ mua. Cái này thì mình sẽ cho vào khoảng 1/3 nắp này, 1/3 cái nắp này các bạn. Thì vi sinh gốc này cho vào hộp lọc thì nó sẽ giúp cải tạo lại cái hệ vi sinh ở trong hồ, giúp cho hồ trong nước vậy. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành thôi các bạn nhé. Đây các bạn, 1/3 nắp nha. Cho vào cái phần sứ lọc các bạn. Thì mình chờ đợi nha các bạn. Thì cái men vi sinh gốc này nó sẽ tái tạo lại cái hệ vi sinh ở trong cái bộ lọc của mình, xong nó sẽ xử lý luôn cái nước ở trong hồ, giúp cái hồ trong hơn. Ok, giờ các bạn chờ xem kết quả nha. Hai các bạn, mình trở lại với hồ cá của mình các bạn. Hôm nay sau 2 ngày mà mình bỏ vi sinh gốc á thì hồ cá nó trong trở lại các bạn. Bạn thấy không? Nước rất là trong. Này mình đang đánh đèn vàng các bạn. Rất là đã. Bạn thấy rõ cá. Đó là vừa rồi là cách mình chia sẻ với các bạn về cái cách mà mình xử lý khi mà hồ của mình nó bị vỡ vi sinh, nó làm đục nước các bạn. Thì cái cách là mình sẽ cho vi sinh gốc vào trực tiếp hộp lọc để nó bổ sung vi sinh, thì nó sẽ xử lý được cái nước và nước sẽ trong lại. Ok, xin chào các bạn nha. Bạn nào thấy hay thì nhớ like và chia sẻ kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở clip sau nha.